Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phú Cường. Tân Lạc giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến. Tân Lạc hiệu quả từ việc thực hiện chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024, đoàn công tác của huyện ủy do đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phú Cường. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Trước khi có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Cường, đồng chí Bí thư huyện ủy và đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng khoai lang và trồng ngô của bà con nhân dân xóm Khiềng. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong xã, Phú Cường đã tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình là cây khoai lang và cây ngô lai. Vụ chiêm xuân năm nay, bà con nhân dân đã trồng được trên 60 hectare, sản lượng đạt gần 1.470 tấn, năng suất bình quân đạt 77 tạ trên hectare. Theo tính toán của người trồng khoai, trung bình 1 hectare cho giá trị từ 35 đến 45 triệu đồng. Với việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, nền kinh tế của xã hàng năm có bước tăng trưởng khá. Tính đến tháng 5 năm 2024, Phú Cường đã đạt và vượt 14 trên 23 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy xã Phú Cường trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy xã ra soát các nhiệm vụ đã đạt và chưa đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quan tâm công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư huyện ủy và đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà hai hộ gia đình chính sách tại xóm Thiềng, xã Phú Cường. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại huyện Tân Lạc, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ phối hợp với Ban An toàn Giao thông huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoài, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình. Tại hội nghị, 200 đại biểu đã được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình thông tin nhanh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh và trên địa bàn huyện Tân Lạc trong 6 tháng đầu năm 2024. Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả và những hệ lụy mà gia đình và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông. Một số hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điển hình như vi phạm các quy định về nồng độ cồn, điều khiển xe mô tô, gắn máy, tham gia giao thông chưa đủ tuổi. Những quy định và chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn các quy tắc khi tham gia giao thông, nhất là các kỹ năng để lái xe an toàn và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua hội nghị, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông. Thực hiện quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chiều ngày 24 tháng 6, tại xã Đông Lai, Ban chỉ đạo 49 huyện Tân Lạc tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 49 huyện đã đến dự. Trong đợt này,
huyện Tân Lạc có 163 ông bà là dân công hỏa tuyến được chi trả chế độ với tổng số tiền 326 triệu đồng. Trong đó xã Đông Lai có 92 người, xã Mỹ Hòa 23 người, xã Thanh Hối 22 người, xã Phong Phú 14 người, xã Nhân Mỹ 10 người, xã Quảng Mỹ 1 người và thị trấn Mãn Đức 1 người. Trong 163 ông bà được nhận trợ cấp lần này, chỉ còn 44 ông bà còn sống. Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 49 huyện, quá trình xác minh, thu thập hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ hồ sơ này cơ bản chúng tôi đã làm rồi, đưa lên huyện rồi, nhưng mà khi rà soát lại tất cả các chi tiết cụ thể này nó lại thiếu sót. Một số cái vấn đề về tên đệm, nên bây giờ mới hoàn chỉnh làm lại được. Rồi là cái khó khăn nữa là cái thay đổi cái địa bàn. Có những cụ, có những bác thì trước đây đi lính ở cái xóm này, xã này, nhưng khi nào về rồi là đi lấy chồng, lấy vợ, rồi nó lại chuyển chỗ xã khác, huyện khác, rất là phức tạp. Quá trình xét duyệt hồ sơ là chúng tôi phải xem kỹ chỗ này, mới chuẩn đúng đối tượng này, không phải nó lại sai sót. Để tháo gỡ những khó khăn đó, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, kiện toàn Hội đồng Chính sách xã và thành lập Tổ Chính sách các xóm, khu dân cư. Ban Chỉ đạo của huyện đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ chuyên môn từ xóm đến huyện, mở hội nghị triển khai thực hiện và làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Công tác triển khai, hướng dẫn, thiết lập hồ sơ, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định, đảm bảo không để xảy ra sai sót. Với đối tượng không thể tự mình kê khai hồ sơ, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ cử cán bộ đến từng nhà hỗ trợ, đồng thời rà soát một cách chi tiết, đối chiếu với hồ sơ của nhân chứng và của quân đội, nên việc triển khai được thực hiện một cách đồng bộ, đúng người, đúng đối tượng. Nhà nước còn quan tâm đến các anh chị em ngày xưa đi làm công tác, sống ý cứu nước, với lại công việc cho các công góp chức với xã hội. Bây giờ hôm nay thì thời bình rồi, bây giờ nhà nước còn trả công nghĩa cho các anh các chị ngày xưa, chúng tôi thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Việc kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Điều này không chỉ có tác dụng động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những dân công hỏa tuyến năm nào, mà còn có tác dụng khích lệ các tầng lớp nhân dân tin tưởng và nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, kết luận số 06 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kết luận số 211 ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tín dụng chính sách xã hội. 10 năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc đã phối hợp với các địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể trong toàn huyện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thị trấn Mãn Đức và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình chị Đỗ Thị Hiền ở khu An Phương được vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, đầu tư nuôi gà thả đồi và lợn dọc dưa, kết hợp trồng bưởi. Nhận thấy mô hình hiệu quả, chị đã đầu tư cả máy ấp trứng và nhân rộng mô hình. Thời điểm hiện tại, trong chuồng nhà chị có gần 1.000 con gà vối lứa, từ mấy nở đến gà thương phẩm. Mỗi đứa gà, trừ chi phí, gia đình có nguồn thu từ 10 đến 15 triệu đồng. Với số tiền vay lãi suất ưu đãi 70 triệu, hàng tháng gia đình đều trả lãi đúng hạn. Đến nay, gia đình chị đã giảm bớt được số tiền gốc xuống còn hơn 50 triệu đồng. Nhờ có ngân hàng giúp đỡ, thì gia đình chúng tôi cũng đã vay được vốn và xây dựng chuồng trại. Và sau đấy là có tiền để đầu tư gà và chăn nuôi cả lợn. Thì sau một thời gian, 2 năm vừa rồi, thì gia đình chúng tôi cũng đã phát triển về kinh tế đi lên. Còn vườn bưởi hơn 100 gốc của gia đình chị Vũ Thị Hương, khu An Phương, thị trấn Mãn Đức. Trước đây, khi chưa được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách, vườn bưởi này gần như bị bỏ không do không có vốn để đầu tư, nên năng suất và chất lượng rất thấp. Có những thời gian, gia đình chị đã từng nghĩ phải bỏ vườn vì không đem lại hiệu quả kinh tế. May mắn khi được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách,
anh chị đã đầu tư phân bón cộng với học hỏi kỹ thuật qua sách báo, mạng internet. Vườn bưởi của gia đình được vực lại và cho thành quả như hôm nay. Trước đây thì kiểu như mình đầu tư hết vào cây rồi thì cũng không có kinh phí để mà mình mua phân đấy, để mình chăm bón thì cây nó cũng chưa thể ra quả được nhiều. Thế khi mà được cái sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách thì mình có cái vốn đấy thì mình đầu tư phân vào thì cây nó phát triển thì cũng ra hoa ra quả rất là đạt được cái hiệu quả hơn. Để nguồn vốn ưu đãi theo chỉ thị 40 phát huy hiệu quả và thực hiện chính sách an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vai trò của cấp ủy chính quyền cơ sở là vô cùng quan trọng. Thời gian qua, các xã thị trấn trong toàn huyện đã rà soát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có nhu cầu vay vốn, đề xuất với ngân hàng triển khai cho vay các chương trình tín dụng. Bên cạnh đó, phối hợp tạo điều kiện cho người dân làm các thủ tục vay vốn, cũng như giám sát các đối tượng vay, tuyên truyền đến các hộ dân được vay phải sử dụng đúng mục đích. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch. Đối với thị trấn chúng tôi thì cái phiên giao dịch hàng tháng thì chúng tôi đều có các cái tổ vay vốn và cán bộ phụ trách giao ban với chủ tịch của Ủy ban nhân dân thị trấn ở tại cái điểm hội trường nằm trong khuôn viên của Ủy ban. Cái hệ thống camera chúng tôi đã có giám sát. Và đối với ngân hàng chính sách thì cũng đã làm tốt cái nội dung này. Qua các cái phiên giao dịch thì đều có hình ảnh ghi lại tất cả các cuộc giao dịch đó. Và sắp tới là chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên các cái buổi giao dịch đó có công an cùng tham gia để đảm bảo cái an ninh trật tự trên trong cái phiên giao dịch đó. Việc nhận ủy thác ngân hàng chính sách qua các tổ chức hội, đoàn thể của các xã thị trấn đang là một hướng đi đúng đắn và đem lại hiệu quả. Qua nguồn vốn được tiếp cận, các tổ chức hội đã giám sát trực tiếp hội viên của mình về việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình hội viên, cũng như việc trả lãi, trả gốc không bị quá hạn. Thì với cái nguồn vốn mà hội viên được vay với ngân hàng chính sách để hỗ trợ tạo nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, thì các chị rất là chú trọng về cái khâu phát triển kinh tế, đặc biệt như là chăn nuôi. Có rất nhiều chị em đổi mới về cái hướng phát triển chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, lại chăn nuôi cá lồng, hay là các cái mô hình như là mô hình trồng bí, trồng rau. Từ cái nguồn vốn đó mà đã đem lại cái nguồn kinh tế phát triển cho chị em và đem lại sự đổi mới cho chị em rất là nhiều. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2014 đến năm 2024, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tân Lạc đạt 373 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng từ 199 tỷ đồng lên 572 tỷ đồng, giúp cho hơn 68.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Có trên 383 lao động được giải quyết việc làm, có việc làm ổn định. Trong đó có 197 lao động là người dân tộc thiểu số. Với phương thức giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã, đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Lạc đang quản lý dư nợ 573 tỷ đồng với 290 tổ tiết kiệm, tổ chức giao dịch tại 16 trên 16 điểm giao dịch ở các xã thị trấn. Bên cạnh đó, đã chuyển từ ngân sách địa phương sang ngân hàng chính sách để cho vay với số tiền trên 12 tỷ đồng. Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống. Những chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa vào trong đời sống của người dân, từ thành thị đến nông thôn, miền núi. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đang được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt chăm lo. Đồng thời xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Đây là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.